Xin chào tất cả các bạn nhé. Trước màn hình của các bạn đang là một chiếc điện thoại iPhone nhưng mà đang sử dụng hệ điều hành Android. Là thời gian vừa rồi Samsung có cho ra một cái tính năng rất là hay cho phép người dùng iOS có thể sử dụng trải nghiệm cái hệ điều hành Android mới nhất trên Galaxy S21 ở trên thiết bị iPhone. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách có thể sử dụng được tính năng này. Các bạn đừng quên nhấn đỏ và rung chuông. Đây sẽ là kênh mình chia sẻ rất nhiều thủ thuật hay về phần mềm trên thiết bị di động cũng như các kiến thức công nghệ mình biết. Thì hãy ấn đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Sau đây xin mời các bạn ở phần chia sẻ của mình. Để bắt đầu sử dụng tính năng này, các bạn hãy mở trình duyệt web trên máy tính hoặc dùng một chiếc điện thoại di động khác. Các bạn mở vào cái trình duyệt web cho mình, sau đó chạy truy cập vào trang itest.nz này nhé. Tiếp theo, sau khi truy cập được đến trang web này rồi thì các bạn sử dụng cái phần quét scan trên máy iPhone của các bạn và sau đó hướng cái phần ống kính máy ảnh của các bạn đến cái vị trí mã vạch này nhé. Ngay sau khi quét được cái mã vạch thì các bạn chuyển đến trang web này, kích vào góc phải màn hình nhé, để mở bằng trình duyệt Safari nhé. Sau khi trình duyệt Safari mở lên thì các bạn lưu ý có cái mũi tên nên chỉ xuống thì các bạn kích vào cái phần ở dưới mũi tên và có hình ô vuông nhé. Kích vào đó để các bạn, sau đó các bạn kéo xuống, kéo lên nhé. Kéo lên các bạn hãy ấn vào cái thêm vào màn hình chính nhé. Sau khi ấn vào thêm vào màn hình chính thì cái phần này là phần cho phép các bạn có thể đặt tên, thì các bạn có thể để nguyên tên của nó hoặc các bạn đặt một cái tên tùy thích nhé. Thì các bạn đặt sẽ đặt một cái tên cho nó. Sau khi có xong thì các bạn ấn vào thêm nhé, để thêm cái biểu tượng này vào màn hình chính nhé. Các bạn ấn vào thêm ở góc phải màn hình. Rồi lúc này các bạn nhìn thấy trên màn hình của các bạn có một cái chữ, có một cái biểu tượng nó hình kiểu như biểu tượng của Android á, chữ test Samsung mình vừa đặt này. Các bạn kích vào đó. Rồi lúc đến bước này thì các bạn chỉ việc ấn next thôi. Rồi các bạn ấn vào let go nào. Ngay lập tức thì các bạn sẽ có được một cái giao diện của Android trên thiết bị iPhone rồi nhé. Thì lúc này các bạn có thể xem qua thì trên toàn bộ cái giao diện này là những cái giao diện ở trên Android và hiện tại nó là Android mới nhất của Samsung. Đó, có một cái tin nhắn đến thì cái âm thanh nó cũng giống hệt là trên Android luôn. Thì mục đích của Samsung viết ra cái tính năng này để giúp cho người dùng iPhone có thể trải nghiệm được hệ điều hành Android trên các thiết bị iPhone nhé. Thế tuy nhiên thì đây chỉ là một cái giả lập ứng dụng cho phép các bạn có thể thấy được cái ứng dụng như này và trên iPhone có thể biết được rằng là trên Android thì họ đang sử dụng như thế nào nhé. Đó, thì các bạn cũng có thể thử và trải nghiệm xem là những cái tính năng ở trên Samsung thì nó có gì hay ho ở trên phần mềm của Android nhé. Các bạn có thể trải nghiệm rất nhiều thứ ở trên này. Ví dụ như các bạn có thể đổi cái dâm của nó đi này, có thể xem được cái cách cài đặt này, cài đặt máy này, có thể xem được sử dụng được máy ảnh này. Đây các bạn có thể xem được là cái cài đặt ở trong cái Android thì nó như nào, nó khác như nào so với cái iPhone này. Đó, toàn bộ cái giao diện nó của Android nhé các bạn nhé. Đó, các bạn thoát ra màn hình chính và có thể thoát về màn hình của iPhone bằng cách ấn vào nút Home thôi. Trong này cũng sẽ có rất nhiều phần hay ho, các bạn cũng có thể là tùy chỉnh nhé. Các bạn có thể đổi cái giao diện cho nó, đổi cái theme cho nó. Để các bạn có rất nhiều cái theme đẹp các bạn ạ. Đó thì các bạn thích cái theme nào thì các bạn có thể đổi nhé, để có thể sử dụng cái theme đó cho điện thoại của các bạn nhé. Ngoài ra thì các bạn có thể thử sử dụng cái tính năng máy ảnh ở trên Android như thế nào nhé. Thì các bạn chỉ cần kích vào camera thì ấn cho phép. Mình nhận xét đây là một cái tính năng khá là hay ở trên Samsung họ đã đưa vào để có thể lôi cuốn người dùng của iPhone sang Samsung sử dụng nhé. Các bạn hãy thử nghiệm cái tính năng này, nếu như thấy nó hay thì hãy cho mình xin một like, một share để mà nhiều người biết đến nhé. Video của mình cũng sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau nhé.